Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Rất vui vì ngày hôm nay được gặp lại tất cả các bạn vào video lần này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin. Cơ thể chất chứa quá nhiều độc tố, ăn ngay 7 loại trái cây này để thải độc tố ra ngoài. Với những ai đang có vấn đề về đường ruột và gặp phải tình trạng táo bón thì nên tìm cách thải độc cho cơ thể bằng một số loại trái cây sau. Hầu hết các loại trái cây đều cung cấp rất nhiều dưỡng chất và vitamin cho cơ thể. Tuy nhiên, có một số loại trái cây mà bạn nên ưu tiên để giúp làm sạch cơ thể và thải độc hiệu quả. Bưởi. Chẳng quá xa lạ gì với người Việt Nam, nói về công dụng của bưởi thì đây là một loại quả rất giàu chất xơ và vitamin. Trong bưởi có chứa pectin, một loại chất xơ giúp giảm lượng cholesterol trong máu và hỗ trợ bài tiết cơ thể hiệu quả. Đồng thời, pectin còn có khả năng ngăn ngừa các kim loại nặng gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, bưởi cũng được xem là một loại trái cây giúp phòng chống bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy. Dứa. Loại quả cực rẻ đang được ưa chuộng trong mùa này không thể không kể đến dứa. Mặc dù có rất nhiều ở Việt Nam nhưng ít ai biết dứa là một loại chứa enzyme kích thích sự hoạt động của acid chlorhydric trong dạ dày. Nhờ đó giúp điều trị chứng viêm đường tiết niệu và hỗ trợ hệ nội tiết làm việc tốt hơn. Táo. Trong mỗi quả táo đều có chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ nên giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Thêm nữa, táo cũng được xem là loại trái cây hữu hiệu giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Đó cũng là lý do vì sao ở các nước Âu Mỹ, người ta lại dành sự yêu thích đặc biệt đối với táo. Đu đủ. Đu đủ chính là loại trái cây sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn làm việc trơn tru hơn. Không những thế, việc ăn đu đủ thường xuyên còn giúp cân bằng cảm xúc, làm dịu cảm giác căng thẳng, đẹp dáng, đẹp da và chống trầm cảm hiệu quả. Dưa hấu. Dưa hấu có khả năng thanh lọc cơ thể, lợi tiểu và hỗ trợ chữa bị viêm loét. Dưa hấu có khả năng thanh lọc cơ thể, lợi tiểu và hỗ trợ chữa bệnh viêm loét dạ dày cùng huyết áp thấp. Do đó nó sẽ không thể không xuất hiện trong lít trái cây giúp thải độc cho cơ thể được. Nho. Quả nho tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất giúp thanh lọc đường ruột, gan, thận và cung cấp hàm lượng sắt để duy trì lượng đường huyết trong cơ thể ổn định. Đồng thời nho còn giúp tái tạo các tế bào mới trong cơ thể nên giúp cơ thể bạn được thải bỏ độc tố hiệu quả. Việt quất. Việt quất nổi tiếng nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao và aspirin tự nhiên giúp làm giảm đau nhức cơ thể hiệu quả. Đặc biệt các chất dinh dưỡng có trong việt quất sẽ ngăn chặn và ức chế vi khuẩn trong đường tiết niệu. Vì vậy bạn hãy bổ sung loại quả này nhiều hơn để đẩy lùi nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiết niệu và giúp cải thiện sức khỏe, chống lại bệnh tim cũng như ung thư. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like, subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.